Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Thế Giới Game Mobile. Hôm nay đến với Thế Giới Game Mobile, mình sẽ cập nhật cho các bạn một cái clip mới mới nhất ngày hôm nay nhé. Mình bận nên mình lên cái clip hơi muộn, mong các bạn thông cảm nha. Rồi, không dài dòng nữa, bây giờ mình sẽ test cái clip ngày hôm nay nó có cái gì nha các bạn. Đầu tiên là xong, chúng ta sẽ điền clip vào chỗ này. Thì mong các bạn bỏ ra ít phút để xem video giùm mình ha, tại vì trên cái kênh của mình là hoàn toàn miễn phí đó, thì mình miễn phí cho các bạn thì các bạn mong các bạn cũng ủng hộ cho kênh mình nhiều hơn, cho nhiều người đăng ký và nhiều lượt xem hơn nha các bạn. Nếu mà các bạn ủng hộ mình thì hãy để lại một comment hay ở phía dưới, xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển cái bảng này lên cho dễ coi ha. Cái con này hôm nay khó nhìn như ta. Để qua góc bên đây thì cho dễ nhìn nha các bạn. Qua phần shop. Menu này hơi lạ. Thì chúng ta có nó thì cái tuần từ đây một cái mắt ok auto level auto farm level nhanh tắm nhanh cực kỳ quá mượt mà không thấy nó xuất chiêu luôn các bạn, không thấy xuất chiêu đánh rơm ngoái quá chết ngon lành đó, quá ngon luôn, rất mượt luôn nha các bạn, quá mượt. Thì cái icon mà ẩn hiện menu nó lại không, nó không dịch chuyển được, nó nằm ở giữa luôn, nó cố định ở giữa luôn. Rồi bây giờ mình test tiếp Farm như thế nào nha các bạn. Farm chưa chọn kêu mất tiêu rồi, danh sách kêu đâu nhanh lên, chết 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 để cái danh sách kêu rồi ta, chết rồi cho con mất mà danh sách kêu đâu, có cái chọn kêu nó mới đánh được nha các bạn. Mình sốt thì nó khó. Này không phải. Có thai luôn. Kêu để đâu không biết. Có. Rồi tác. Mình bỏ tay với cái phiên bản này. Bây giờ chắc hơi nhiều lần rồi đó. Tham lại vào thì ok nè. Còn tham tham thế đâu mình mang súng mà đau nữa thì cây súng đâu đây nữa. Mới đầu thì mô súng nữa các bạn. Còn Farm Mastery thì mình thấy không ok nha. Mình tìm hoài không ra cái chỗ setup kill. Các bạn đem về các bạn test thử lên nha các bạn. Và bây giờ mình lao tôi không chết cho các bạn coi nha. Cái phiên bản này chết ok không nha. Mình còn biết Mastery. Và cái phần này có pick lock nữa nha các bạn. Đây, mình chết. Không chết thì không thấy tham liên tục các bạn ơi.
Rồi mình đọc một cái phân chất khác nữa thôi. Phân chất ra bát này. Phân chất bài bát là chết nha các bạn. Chết thì không thấy tiền lên. Đó, tiền có lên, tiền có lên. Tiền có lên nhưng mà chết liên tục. Chết không bị mất kinh nghiệm. I didn't know that it'd be so hard, yeah, for me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what makes me sad. I see the